đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng nghe một chia sẻ rất là đặc biệt. Trước đây chúng ta đã từng nghe chia sẻ rất là nhiều những tình huống là anh đã lầm đưa em sang đây và những anh Việt Kiều bị gạt rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe chia sẻ một tình huống vô cùng đặc biệt. Đó là trường hợp của những anh Việt Kiều về Việt Nam gạt những cô gái ở Việt Nam, lường gạt tình và tiền của những cô gái Việt Nam như thế nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một cô gái trong một tình huống rất là đặc biệt. Nhưng mà Uyên Quỳnh nghĩ tình trạng này cũng không phải là ít, mà những cô gái nhiều khi họ e ngại, họ không muốn nói lên sự thật, họ không muốn chia sẻ cho cộng đồng biết về họ bị lường gạt như thế nào. Cho nên đây là một cô gái khá can đảm và đây là một trong những chia sẻ rất là đặc biệt của cô ấy. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chia sẻ của cô gái này nhé. Dạ, trước tiên thì em xin chào chị ha. Dạ, em chào chị Uyên và cộng đồng mạng. Dạ, chị có thể cho em biết chị tên gì ạ? Dạ, em tên Đào, Phan Thị Anh Đào. Em sinh 1973. Em ở Việt Nam. À, chị ở Việt Nam nhưng mà chị ở thành phố hả? Ở tỉnh nào chị? Dạ em ở thành phố Sài Gòn không chị. À hả. Rồi hiện tại công việc của chị là chị làm cái gì? Dạ em làm nhân viên bếp ở phở thành phố chị. À, chị biết khúc luôn không? Biết nấu luôn không? Dạ. Chị có nấu không? Tất cả là trong đó là em chuẩn bị hàng đồ hết luôn á. Nó bán phở rồi bán cơm, bán bún đồ đủ hết á chị. Ờ. Dạ. Là như là chị phụ bếp hả? Chứ có hay là chị làm bếp chánh? Bếp chánh rồi. Wow, giỏi vậy. Phở 4 á là chị nghe chị Quyên với ông phở 24 là nó có sẵn đồ hết trơn. Mình chỉ có rau, củ này kia mình chỉ chế biến thôi. Còn nước lèo hay là thịt đồ này kia là nó sẵn hết. Là sao chị? Là họ nấu sẵn hết hả? Dạ đúng rồi. Họ nấu sẵn để đông lạnh hết. Mình chỉ có tới là mình cắt nước lèo rồi ra hâm đồ này kia bán. Còn như là cơm hay gì đó thì mình chuẩn bị rau nữa này kia cũng nhàn lắm chứ không có cực gì hết. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của chị như thế nào chị? Dạ thì lúc trước á em có gia đình, lập gia đình một lần rồi mà gian dở, cũng người đó thì cũng ở bên Mỹ luôn, ở tiểu bang North Carolina á chị Quyên. Lấy nhau cũng được 4-5 năm. Rồi chuẩn bị làm giấy tờ kết hôn với lại hồ sơ để bảo lãnh á. Mà người đó không có thật lòng, chỉ kiểu như là lợi dụng giả dối thôi, chứ không có làm giấy tờ gì hết á. Nó làm giấy tờ mà không làm giấy tờ. Dạ. Rồi luật sư bên em á kêu người đó phải đi làm giấy ủy quyền á, qua bên Washington DC gì đó. Làm giấy ủy quyền để bên đây mình nộp lên lãnh sự quán á chị. Để làm giấy kết hôn á. Thì người đó đó cứ nói nộp thì kêu bên em chuyển tiền rồi qua. Mà rốt cuộc á lường gạt em á cũng gần 800 triệu là gần 40 ngàn. Lúc sao không làm 3 năm luôn. Cái tờ đó hoài á, luật sư cứ nói em là Đào ơi sao cái giấy ủy quyền đó mà chưa có nó ký gì mà lâu quá vậy. Cứ nói là té ra là người đó là chỉ có như là xe xua đổi xe mui trần đồ này kia cho người đó thôi. Giấy tờ không làm cái gì hết. Cái mới chia tay.
Hiện giờ thì em độc thân, em không có quen ai á. Cái phần chắc tại vì em đi làm xong rồi về nhà em không có đi đâu chơi đồ này kia nên không có bạn đâu được á. Cái em coi chương trình của chị Quyên á, coi thì em coi cũng 5-6 tháng nay rồi. Wow, lâu trước hả? Dạ, em coi là lúc đó chị hay cứu mấy người mà giúp đỡ mấy người mà vô gia cư là đó. Dạ, rồi lúc sau này mới có chương trình Kết Nối Yêu Thương. Rồi em làm bạn rồi để vui rồi này kia. Rồi rồi em có con không? Dạ không. Là em với em ông xã em đám cưới bao lâu? Dạ năm 2013 đến 2017 là chia tay. 2013 tới 2017 mà trong thời gian đó em có làm đám cưới không? Chưa chị, chỉ đãi tiệc thôi. Tại vì đãi, nói người đó nói là đãi tiệc để chụp hình để chứng minh thôi này kia đó. Rồi, anh ấy có đem dạ anh ấy có đem giấy độc thân về để làm giấy tờ cho em không? Dạ có đem, tại có đời vợ rồi và đem giấy đi dị đồ về mướn luật sư ở bên Việt Nam em nữa mà. Rồi giờ dắt em đi ra ngoài chỗ luật sư đại cũng mấy chị bạn rồi giới thiệu rồi đó. Rồi luật sư đại đó mới làm người đó đem nguyên cái hồ sơ đó đó về Mỹ, chỉ đây là mình luật sư lo hết từ A đến Z luôn. Chỉ có cần cái giấy ủy quyền của cái anh đó thôi. Hỏi mất thời gian á chị Quyên, ban nọt Carolina á chị Quyên làm nail. Dạ rồi mỗi năm mỗi về rồi có gặp chị không? Dạ thì mỗi năm mỗi về là ở nhà em như là vợ chồng vậy đó. Nhưng mà chưa có giấy tờ hợp thức thôi. Rồi nếu mà ảnh có giấy độc thân thì đâu có cần phải nhờ luật sư đâu, ảnh tự làm được mà, tại sao ảnh phải nhờ luật sư? Cái phần ảnh cũng không có rành tiếng Anh gì đó chị. Mà tiểu ban của ảnh đó là phải biết tiếng Anh nên nó mới nhờ luật sư bên em làm giấy kết hôn. Cái tưởng sao là em gặp người lường dạ. Là nói làm giấy kết hôn mà không có làm giấy kết hôn gì hết. Quen 3 năm đi về nhà em ở. Đi mỗi lần về là về nhà em ở. Là cũng... trong 2018 đó chị. Quen hồi 2018 hả? Dạ không, quen hồi 2013. Tới 2013 luôn. Lần cuối em gọi qua em nói là nếu mà không làm vậy thì gửi trả tiền lại cho em. Cái người đó thiếu mày gì, thiếu mày gì. Thì lúc mà em đưa tiền thì mình nghĩ như là chồng rồi, mình tin tưởng, mình đâu có mà làm giấy tờ đưa tiền đâu, chỉ có bạn của cái anh đó đó. Bạn của người đó đó thì cái anh nó tin anh Hoàng, ảnh về sau. Nhưng người đó về là 9 tháng 3 năm 2018 về lại Mỹ. Thì cái anh Hoàng bạn á về 22 tháng 3, nên á chuyến cuối á còn kêu anh kêu em là gửi tiền cho anh mà anh Hoàng đó cầm về để trả tiền bill nhà gì đó. Cái anh Hoàng á, ảnh thấy em cũng hiền thiệt tình mà bị lường vậy, lừa gạt vậy đó. Cái ảnh mới xác nhận, ảnh nói là phải trả tiền cho Đào. Thì người đó chỉ trả phần tiền của anh Hoàng cầm qua là 1.500 đô thôi. Thì em nghĩ 1.500 đô có 30 triệu mà lớn lấy mấy chục ngàn á, thì phải trả là cho em. Mấy chục ngàn đó là chị đưa như thế nào?
thì đem về rồi ở nhà em mẹ em á, đưa tiền cho người đó chuyển đi qua bên Mỹ. Không, mà là như là khi là ảnh về đó hả, ảnh về là chị đưa trực tiếp cho ảnh luôn hay là chị có đưa giấy tờ qua giấy tờ gì không? Dạ không, mẹ em á chỉ đưa tiền đô thôi. Đưa tiền đô là trực tiếp cho ảnh luôn á. Dạ. Dạ đúng. Khi ảnh về Việt Nam á hả? Dạ. Là mỗi lần đưa như vậy mẹ chị đưa bao nhiêu? Thì em đưa chứ không phải mẹ em đưa, như là em thì đâu có tiền cho em mượn mẹ em. Em mẹ em đưa thì một năm vậy đó, là đưa khi ảnh về á là đưa mười mấy ngàn. Có năm đưa 15 ngàn, có năm đưa 17 ngàn. Cái năm mà 300 mấy chục triệu á là người đó mua vàng. Mua vàng đem về. Rồi sao cái nói qua bển để bỏ vô nhà băng để làm giấy bảo lãnh mới được. Là nói lấy tiền phải là nói phải lấy số tiền đó để bỏ vô nhà băng để bảo lãnh chị đó ha. Dạ. Em cũng hiền, em đâu có rành mấy cái chuyện này đâu. Cái mình với phần mình cũng tin tưởng, rồi mình nghĩ là mình nghĩ như chồng mình thì mình thương. Như là vợ chồng rồi nên không có nghĩ tới cái chuyện xa xôi phải không? Dạ. Nhưng mà trường hợp nào mà chị quen với anh đó vậy? Dạ, tại vì lúc trước em cũng có quen với người ở tiểu bang đó luôn. Rồi vì hiểu lầm vậy đó, rồi người đó mới giận đi cưới vợ rồi cái vô tình là ba của cái anh trước á. Mới nói ra quán cà phê mới nói với lại cái Y Vân này nè, nói là con tao nó không có giống tính tao, mày cũng mới thôi vợ á, mày về mày cưới nhỏ này đi, nhỏ này nó hiền lắm, gia đình nó đàng hoàng mà nó hiền, tội nghiệp nó mà con tao nó bỏ nó. Cái người này mới xin số phone em, cái gọi về làm quen, cái về có tình cảm quen. Rồi sau khi chị biết là cái anh này gạt chị vậy đó, rồi chị có liên lạc với cái người mà kêu quen với chị, anh đó quen với chị không? Dạ không. Em mà nghe nói người đó đó giờ bỏ cái tiểu bang đó, tại vì bạn bè em cũng nhiều lắm. Bạn bè cũng ở bên Mỹ nhiều lắm, người ta nói người ta cũng thấy em tội nghiệp á, thì mà bị vậy đó, người ta cũng nói là để gặp thằng đó tính theo kiểu mà này kia sao đây đó. Cái người đó ở quá trốn đi qua tiểu bang khác, trốn đi qua bóc tông gì đó. Nhưng mà thôi, chuyện cũ rồi, cho nó qua. Là có số tiền đó là chị mượn mẹ của chị, có mượn ở ngoài không? Dạ không. Mẹ chị làm công việc gì? Mẹ thì lúc trước thì mẹ làm trường học á, làm kế toán ở trường học á. Giờ mẹ em lớn tuổi rồi, về hôn rồi, nhưng mà có của không bằng ngoài để lại. À, nhà có hai mẹ con thôi, có mẹ em với lại em là con gái thôi, có anh chị em gì nữa không? Dạ có, em còn người chị cũng ở bên Mỹ có chồng, còn người em trai. Hai người là có đám cưới đàng hoàng nhưng mà không có giấy tờ thôi phải không?
Dạ. Thì giờ đó như vậy, bởi vì vậy nên em cũng nghĩ là như là chồng đàng hoàng, nhưng mà đâu ngờ người ta không có thật lòng, phải không? Dạ. Rồi anh đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, sinh năm 69. 69, 69 chị 73 thì cũng đâu có chênh lệch nhiều. Không. Và danh tí là sinh năm mấy chị? 72. Ờ. Nhưng làm giấy tờ, trên giấy tờ thì mẹ nói là tại vì sinh gần Tết á, ngay ngày 28 tháng Chạp vậy đó. Rồi giấy tờ á phải làm sang 73. Nhưng mà phải rồi, tại vì 28 rồi, còn có 1-2 ngày nữa. Đúng rồi, tuổi là vậy, đúng rồi chị. Tự nhiên mình bị quan tuổi. Mà sao đi, em đi coi bói đó này kia là em lấy tuổi nhâm tí không à? Ờ, vậy đó hả? Tuổi gì, tuổi sủ. Ờ. Là thời gian mà anh đó về á, là về kiếm chị vậy đó. Là yeah. Quê anh à, anh chị có biết quê hương của ảnh đời không, có về nhà gia đình đời không? Dạ có. Gia đình ảnh là ở Phú Nhuận á. Ờ. Cha mẹ còn đồ không chị? Còn mẹ rồi anh em đồ, mà gia đình đông anh em mà lộn xộn. Rồi chị không có không nói, không nói với mẹ chị, mẹ ảnh tình trạng ảnh vậy hả? Mà nói cũng đâu được phải không? Dạ. Mà chị có nói? Tám mấy rồi. Ờ, lớn tuổi mẹ, rồi hả? Dạ, mẹ em thì em giống mẹ đó, thì mẹ em nó thôi bỏ đi con, bỏ đi đừng có tức đừng gì nữa hết. Hồi đầu á hả, thời gian đầu á, năm 2018-19 rồi đó, là em á, là mình tức á, mình muốn hả, muốn cho người giết người đó cho bằng được, tức gì á, cái mẹ em nói, thôi bỏ đi con, coi như là giống như là mình mắc nợ, kiếp trước mình mắc nợ, giờ mình phải trả vậy đó. Giống như là của đi thay người đúng không? Dạ. Như là ông trời cũng sẽ cho mình nữa, mình sẽ gặp người sau nó tốt hơn. À, đúng rồi. Mình cho đi, mình sẽ có nhận lại cái tốt hơn. Rồi cô chị của em ở bên đây á, rồi có nói gì không? Dạ, chị nói là thằng đó là tao thấy không được mà mày lại nói em. Mà thôi, chuyện qua rồi nói hoài cũng vậy, em thấy vậy á. Hồi đầu mẹ em cũng la nói em đổ này kia. Rồi sao này mẹ. Hồi đầu mà quen là mẹ cũng không muốn hả, không thích hả? Dạ. Hồ đồ dữ lắm, ghen dữ lắm. Mà tính em chỉ biết chưa, chung thủy lắm, chứ không có mà bay bướm là đứng núi này trong núi nọ gì đâu. À. Em là thí dụ như em thương người đó là em chỉ biết người đó thôi, chứ ngoài ra em không biết gì hết á. Rồi cái mỗi năm người đó về cái chở em đi làm đó, sếp em thì nó là nhỏ tuổi hơn em, quản lý cho của em nhà hàng của em làm á thì nhỏ tuổi thì, nhưng mà mình là nhân viên thì mình cũng lịch sự ra về hết ca, mình ra về mình gật đầu, mình chào, mình nói là chị về nha em đó này kia, mà em nói rõ ràng chị về nha em vậy mà ghen chửi giữa đường vậy. Chửi hả? Tính em dạ chửi thề rồi, ghen lên chửi thề tầm bậy bạ vậy á. Tính em thì á, ai mà lớn tiếng á chị, lớn tiếng rồi này kia là em sợ lắm. Về nhà chửi em cỡ nào cũng được hết á, mà đừng ngoài đường mà chửi em sợ lắm, với lại ghen dữ lắm. mấy chị bạn đó nói thôi, cái đó là cũng là
tốt á, như là mình ông trời cũng thương mình nó cho mình giúp người đó trước á, như để đi sau á nữa còn khổ hơn nữa, chẳng là giúp rồi đi ở bên Việt Nam mà chị đi làm á, mà chị Nguyên mới xong trong chỗ làm là đâu có cho nghe điện thoại suốt đâu, mà hả một ngày á gọi em cũng phải 100 giác á, gọi phải mỗi lần gọi vậy á là hả em đi qua chỗ khác á em mở webcam cho coi là ở chỗ làm á. Rồi thôi gọi cả cứ canh á, em về tới nhà gọi xuống không có cho mà điện thoại của người khác gọi vô được. Là khi ổng ở ở bên Mỹ hay là ổng ở Việt Nam? Dạ ở bên Mỹ á chị. À. Còn ở Việt Nam là đi làm, chở em đi làm rồi giúp em về. À. Có khi á ở chỗ nhà hàng á Tết em về luôn. Ở nhà hàng Tết thì chị về luôn. Dạ. Tại ổng không có bạn bè gì, ổng không có đi chơi hả? Dạ cũng có, mà mấy lần đầu á, mấy năm đầu thì ở vậy luôn, tại vì cũng có chơi với quản lý của chỗ em á. À. Cái ở vậy, còn lúc sau là chở đi rồi xong rồi đi nhậu dữ lắm. À. Nhậu với uống mà thôi, cái đó cái số em cũng may mắn chứ không có gặp người đó sợ. Đúng rồi. Sợ đàn ông mà nhậu với lại hút thuốc quá trời cũng sợ. Chả là nhậu quá thì sao cũng được, mà em sợ hút thuốc không chị? Hút thuốc thôi ha. Dạ hút thuốc thôi. Lại thuốc có hại đến sức khỏe. Rốt cuộc rồi em mất 40 mấy ngàn đó, không làm được gì hết. Rồi thời gian mà ổng đi qua đây, ổng đi làm đó, thời gian về thì không nói gì, mà khi ổng đi qua đây ổng đi làm rồi ổng có gửi tiền về cho em xài hàng tháng không? Lúc trước thì cho mỗi tháng 200 đô. Nói là phát tiền cử mà không có cho điều chỉ như là buồn vui á. Vui á thì mới cho, còn là không vui là không có cho. Em cũng em cũng không có như người ta mà đòi phải gửi nó kia. Rồi khi ổng về, ổng có đem tiền về để xài không? Không, như hồi năm 2018 đó chị. Là lúc đó là kiếm chuyện với em á. Về kiếm chuyện em á, tự nhiên ghen lên cái lấy nón bảo hiểm á, đập đầu em vậy đó. Trời ơi. Em ghét quá, em mới nhảy xuống xe. Em nhảy xuống xe lúc đó mùng 2 Tết. Em nhảy xuống xe cái lấy xe của em. Lấy của xe của em đi về nhà của nó luôn. Cái sáng mai em mới tới nhà. Em mới tới nhà, em nhìn vô em thấy xe của em đậu ở trong chổng. Mà lúc đó nó đi Vũng Tàu, đi chùa Vũng Tàu vậy á. Với lại con nhỏ ở sớm đó là em nghe nó là làm gái gì đó. Là lúc đó là quen với lại cái câu khác nữa. Dạ quen ở sớm đó, cái mình mới kiếm chuyện với em á năm 2018 á. Cái em lợi em mới nhìn thấy xe cái em nói là má ơi má, em kêu cửa đó em nói má ơi má, anh Lê Vân có ở đây không? Cái bà nói là đi chùa rồi. Cái em nói má cho con lấy xe của con nha, cho xe của em cũng nóng tánh. Cái em mới nói con lấy xe của con về nha, chứ con không có thích đó, để ở đây để ông chở mấy con nhỏ làm gái rồi đâu nha, con không thích xe con mà chở mấy nhỏ làm gái. Em nói vậy. Cái bà nói cô là ai, trời nói em vậy, cô là ai? Xe này á, là của con tôi, cô không có quyền lại lấy. Nói vậy, cái em mới tức qua gọi cái anh của
ổng á, đồ với cháo rồi nhảy chạy ra nói gì rồi, như là muốn đánh em vậy đó. Em vậy đó, mà em đi với lại chị bạn, bạn gái mà, cái em mới chạy công an, em chạy ra em công an, em thưa em nói là xe của tôi á, người này á, lấy, người này lấy, giấu ở trong nhà á. Cái công an mới xuống, mới kêu nó, mới nói là muốn gì đợi thằng Y nó về ở nhà, kêu bằng, nó tên là Y Vân mà kêu bằng Y không à, đợi Y về đi chứ nó giữ chìa khóa, dưới đây không giữ chìa khóa. Cái chị với ông ra, lúc mà cái công an mới nói thôi để chiều sáng mai đi, chị quay lại đi rồi giải quyết cho chị lấy xe về. Ổng với lại anh của ổng mới lên công an, chị quy lên công an cái nói xấu em, nói em là làm tiền và em của ổng, người anh á, nói với công an là em của ổng á là Việt Kiều, mỗi lần về á là hả đem tiền về mấy chục ngàn, nhỏ này lấy hết của em tôi rồi này kia, nói xấu em quá trời, nói em á là lấy tiền nuôi trai rồi lắm á, nói với lại công an vậy á. Cái khi sáng mai em lên, cái công an mới nói là hỏi em, lúc đó hai người đó chưa tới, cái hỏi em là cái cách nói chuyện của em á là biết em là không phải người như vậy. Cái trưởng công an còn nói là hôm qua hai anh em nhà đó nói em quá trời luôn, nhưng mà anh á nói chuyện với em, anh thấy cái tính cách của em không phải là cái giống như mấy người đó nói. Cái trước công an nói là đem về mấy chục ngàn đô em lấy hết. Cái trước mặt công an á em mới hỏi lại, em nói là giờ có mặt công an đây nè, xe đó là của nhà của em đứng tên của em, cà vẹt của em nè, đúng không? Cái ông nó nói đúng, của em. Cái nói là cái em mới nói là ở bên có Việt Kiều nè, mà ở bên Mỹ mỗi lần về nước mà trong túi có 250 đô không? Em nói là hôm bữa anh từ ở sân bay anh đi xuống dưới em đi đón á, trong người anh á có bao nhiêu tiền trước mặt công an anh nói đi. Cái nó nói nó đặt thân cái em nói 250 đô phải không, đổi được 5.26.000. Em nhớ luôn, em nói là đổi được 5.26.000, anh nói anh cho má anh 5.000 xài Tết, còn 26.000 anh để túi có không, mà về tháng rưỡi mà có 26.000, vậy là ai lo cho ăn uống ngày ba cử, rồi ăn nhậu ở làng nướng lần nhậu gì 6-7 triệu, tiền ai? Cái trước mặt công an thì cái quê cái khóc cái năn nỉ công an là nói em là quề lại đổ này kia. Cái em mới siêu lòng cái kỳ đó em quề lại là mẹ em la em quá trời, là hả người đó chị biết không, chiến cuối cùng đó trong người á, đem về có 250 đô thôi, đổi được 5.000.000 cho bà má 5.000.000 xài để mua đồ Tết cúng ở này kia, cộng mấy chục mà giờ á em bỏ, em lấy lợi xe rồi á vàng á em bắt nó trả lại em, tại vì em mua đó cho gì dây chuyền người đó xe xuống. Em nói là mỗi lần về là muốn em mua vàng phải 3 cây, lắc cũng phải 3 cây hả? Lắc cây mấy à? Đổi như là năm trước á thì em mua mỏng, em mua như là lắc 6-7 chỉ thôi. Cái to em còn giữ, cái giấy đồ em còn giữ hết á chị Nguyên. Rồi hộp sọt thì cũng có giấy khai xanh hết, em giữ giấy khai xanh nè. Một hộp vậy là 8 ly mốt là bao nhiêu tiền của em? Là bao nhiêu tiền em? Nếu mà em đòi lại hết đó thì không có sao về Mỹ xe xua với người ta được. Nên nó mới năn nỉ em mà em không biết đi. Nếu mà chiến đó mà em không về lại á thì em á đâu có bị vậy đâu. Ghê vậy, có tính toán vậy á chị.
là lúc đó lúc ra công an đó là đang nghĩ em về lại đang cho em đừng có đòi số vàng mà em mua cho anh ta. Dạ. Rồi em cũng siêu lòng đi, với phần em cũng thương, nói thật là em cũng thương thiệt tình, chứ em không phải là mượn đường đi hay là gì hết. Mà em rồi anh ấy đi làm một năm trời ở bên đây không có vợ con, không có gì hết, mà tại sao chỉ còn có 250 đô khi về Việt Nam, em có hỏi không? Có, nói là bị bệnh gì á, chứ nói là bị bệnh hành gì á, bề trên rồi hành gì tùm lum hết trơn á, anh tưởng chết rồi nên hả nhờ thằng bạn á đổi vé máy bay thay vì tháng 1 mới về, mà kỳ đó về trước Noel, thay vì tháng 1 mới về mà về trước á thì đổi vé phải chịu bù 700-800 đô vậy đó. Rồi mỗi lần về vậy có quà cáp cho em với mẹ em được không? Không có. Trời ơi. Em không phải như người ta mà đồ hiệu đó này kia. Em thích kẹo sô-cô-la thôi. Em thích bánh kẹo của mình mở mà. Không phải, mình không có đòi hỏi, nhưng mà khi người ta quan tâm mình thì người ta cũng phải có một cái gì đó để cho mình vui, phải không? Chút xíu gì đó để cho mình vui đó. Thì mà anh mang sô-cô-la về cho em là được rồi, phải không? Bánh với kẹo là em đã hồi kỳ đó nồi mua nguyên vali 10kg gì đó để cho em đem cho chỗ làm cho mấy bạn đồ này kia. Cái em còn sợ tốn tiền đó, em nói thôi mua bịch thay bịch cho em thôi, đừng cho tụi nó. Em còn dặn em không có đòi mà mua nhiều đồ này kia. Rồi chuyến cuối cùng á, rồi có em có mượn tiền của em nữa không, chuyến năm 2018 đó? Đó thì đó, chuyến cuối cùng đó là về á, là đưa thêm nữa chị, với lại đeo ba cái vàng đó 300 mấy chục triệu, với lại đưa về một mớ, rồi cái ngày về là 9 tháng 3, rồi 22 tháng 3 là có người bạn á về kêu em á là gửi người bạn á đem về để trả tiền bill, đóng cho tiền xe gì đó, nói tiền xe với tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm xe với lại tiền trả tiền phòng cho người ta gì đó, cho tại vì người đó không có nhà, ở xe phòng người ta tháng là 450, rồi tiền ăn 200 gì nữa. Nó nên em mới đưa cho cái anh Hoàng đó là 1.500 đô. Rồi anh Hoàng đó tại cũng ở gần người đó, cái anh Hoàng mới nói mày á làm gì làm, mày phải trả lại cho Đào 1.500 mà tao cầm qua đưa cho mày á. Thì á lúc đó hắn mới chịu là trả 1.500, nhưng mà em thấy 1.500 có 30 triệu à, đặt về em nói thôi tôi đâu có cần cái đó đâu, nhưng mà nói cho anh biết là con người anh chị đó, cái từ cái xong với phần chị em cũng gọi đồ bạn em đồ đăng lên Facebook á, đăng lên nói là cái thằng lường gạt phụ nữ nhẹ dạ đồ này kia, mấy cô gái Việt Nam đó hỏi cho em nói là giờ nó đi qua tiểu bang khác rồi. Rồi khi mà lần cuối cùng á em gọi điện thoại là em nói là em đòi nợ, em đòi trả tiền lại cho em hả? Dạ, tại vì em thấy sao về bên bển luôn rồi, cái bật tin luôn, em gọi chặn em lại hết, chặn FaceTime, chặn Zalo, chặn Viber gì hết. Cái em mới lấy số khác em gọi để cái em mới tính em thì điểm yếu của em á, cái gì em hay em nói không được, em nói không được, em nghĩ sao em nói với em mà khéo miệng như người ta mà em hay bị chảy nước mắt lắm, cứ khóc không mà nên thì thôi giờ anh em chỉ yêu cầu á là anh đi làm mỗi tháng vậy á, anh gửi về bớt cho em, anh gửi về bớt cho em để em đóng tiền lời, tại em có cầm giấy tờ đất đồ này kia. Là lúc mà em lấy tiền đưa cho ảnh là em cầm giấy tờ đất nhà em á rồi em đưa cho ảnh? Dạ, cái đất đó là riêng của em.
em có hồi đó em làm kim khí điện máy, em có dư á, cái em mua được 6 miếng đất ở dưới Bình Chánh á chị. Giỏi dữ vậy đó. Con gái mà sao làm kim khí điện máy là sao em? Em làm văn phòng giao dịch á chị. À, văn phòng giao dịch. Em làm phòng kinh doanh á. À. Phòng kinh doanh như là em liên hệ với các hãng nữa. Rồi lấy hàng về cho cửa hàng bán. Rồi cái đó đó là sếp em nói là vốn nằm á mình phải nâng lên 40-50%. Cái mình như là mình có tiền riêng vậy đó. Người có thời rồi chị. Người có thời á, mà thời đó giờ tới giờ sống khỏe rồi. Đó em giấu mẹ em đâu nói, cái em mới nói anh đi làm á mỗi tháng anh gửi bớt về cho em mấy trăm em đóng lời. Thật ra là mẹ em cho tiền chuộc hết rồi, chuộc giấy tờ ra rồi mà mình nói gì để cho người ta trả đó chị. Đúng rồi. Cái thiếu mày gì nói em vậy, thiếu mày gì cái mình kính trọng là tại vì á mình nghĩ là như chồng mình đưa chứ đâu có ai mà đưa phải ghi cái giấy làm ra công chứng rồi đâu, phải không chị? Từ đó cái nó chặn em hết trơn rồi, cái mẹ nó không bỏ rồi. Giống như là cái phần lúc đó em cũng hay đi bị stress như tức bữa này kia, cái em hay đi chùa cái mấy thầy nói thôi con quên đi đừng nghĩ đến nữa, giống như là kiếp trước con mắc nợ người đó giờ con trả. Mấy thầy khuyên em vậy, cái từ từ cái tâm của mình á nó nhẹ quên buông á. Chị thấy là đa số đàn ông than, nghe đàn ông bên đây thề về than là bị gạt không à. Mà chị nghĩ chắc cũng có phụ nữ bị gạt mà, tại nhiều khi người ta ngại người ta cũng không nói, phải không? Dạ, còn Việt Kiều, đàn ông Việt Kiều về lường gạt thì có. Vậy hả? Đa số vậy đó hả? Dạ, lường gạt tình, tiền, đâu nói kia chị. Mang tiếng Việt Kiều vậy chứ. Thì em nói đi. Em nghĩ cũng người ta nói vậy thôi chứ cũng có người này người nọ, phải không chị? Ờ đúng rồi. Tùy theo cái lương tâm của mình. Nhiều người cũng tốt. Cũng có người này người nọ cũng hên xui đó. Như hôm qua em coi cái chương trình của chị Nguyên á, cái anh 573 gì đó. Anh đó sao em nói thử coi. Em thấy đó anh nó sao á hiền quá, về Việt Nam cưới vợ, gặp vợ gom tiền gom vàng đi hết gì đó. Là cái anh mới đây thôi phải không? Mới hôm qua em coi em thấy anh khóc, trai quá khóc. Giỏi kìa. Dạ đó là có mỗi tình huống có nhiều người khác nhau đó, người này người kia, người tốt thì gặp người xấu, người xấu gặp người tốt vậy đó. Dạ, cái ông Nhật với ông trời á, ai người ta nói ông trời á có mắt như là thấy người tốt thì gặp người xấu gặp người đó, không gặp được người tốt hả chị? Gần á. Và chị cũng muốn cho ba đứa em á có chồng đi Mỹ hết. Chị cũng làm mai thì làm mai cho em cái anh đó ở San Jose, mà chắc tại vì ảnh làm bác sĩ. Em thấy về Việt Nam á cũng mời em đi uống cà phê, hồi đó ở điểm hẹn á Sài Gòn là ở 3 tháng 2 á. Mà vô á em thấy ảnh nói chuyện á cao, còn em thấp nên em mặc cảm, hay mặc cảm, em
từ đó em rút luôn, em không quen luôn á. Hồi đó giờ thì em có quen con trai ở Việt Nam, em thích con trai ở bên Mỹ thôi, tại vì con trai bên Mỹ á, em nghe bạn bè em đã nói là con trai bên Mỹ á, ga lăng, ga lăng lại hiền, ổng có vũ phu như là con trai Việt Nam. Trai Việt Nam là đánh vợ rồi những vậy, chửi được mắt mẹ rồi, em sợ lắm, chửi thề em sợ lắm, nên hồi từ nhỏ lớn thì em không quen ai trai Việt Nam hết, toàn quen Việt Kiều thôi. Thì mấy người trước cái anh mà là mai chị bạn thân em á, là mai cho em, thì ảnh là bác sĩ ở San Jose á, cái vô quán là lúc đó là em còn đi làm, em làm ở kim khí điện máy á, thì mình bận đồ không phải đồng phục, bận đồ tư nhân á, thì ở nhà em bận gym với là em tới em uống cà phê, thì em không có như là trưng diện như mấy người khác. Nhưng của em á thì giống như quê á, nhà quê ở Sài Gòn mà giống nhà quê đó, Bình Dân, em cũng không có đánh son phấn gì hết á. Em để mọc nghị luôn, rồi em bận áo thun thì áo thun cũng hiệu Lacoste, quần jean. Tới cái ảnh mới nói em mà nửa em mà vợ của anh sẽ tuốt em lại, nói một câu gì mới là đầu tiên gặp mà nói một câu vậy. Em á, nửa em là người yêu của anh hay là vợ anh, anh sẽ tuốt em lại, anh cho em bận mấy cái đồ mà đầm đồ bên đây bán đẹp đồ này kia. Đó, đó là em thấy ngại ngại rồi. Rồi cái hỏi em là lương của em tháng bao nhiêu, thì hồi đó em thật tình mà có làm sao em nói vậy, thì lúc trước lương của em là 2.6 triệu một tháng, lâu rồi mười mấy hai chục năm rồi, là 2.6 triệu là làm phòng kinh doanh đó chị, là lương là cao rồi, mà em nói chẳng luôn, em nói là lương của em tháng 3 triệu. Cái anh nói trời, em là một tháng của một năm của em, nếu mà một năm của em á là bằng một ngày của anh bên Mỹ. Nói cầu gì đó, nói cầu gì đó chị. Em thấy anh nói chuyện cao quá trời luôn, cái em mặc cảm. Cảm rồi nói em câu nữa, nói là nhà của em á, chị em á là ở bên Mỹ rồi ha, nhà đồ nhà em ở quận nhất, tại vì mẹ em á, lúc trước là ở quận nhất mà giờ cho thuê nên giờ lên chung cư ở. Em đang ở Bình Thạnh, chỗ chung cư The Manor á chị. Lên rồi cái nhà quận nhất thì cho thuê. Đó thì ảnh mới nói trời, nhà ở quận nhất Sài Gòn, gia đình em cũng có điều kiện quá, mà em ăn mặc có thấy lúa quá. em mới gặp mà nói vậy đó. Dạ, em mặc cảm luôn. Rồi cái sao cái người đó về bên bển nói với chị bạn em, nói là thấy Đào nó như là còn nít quá, không có biết yêu quá chị. Nói vậy đó. Em về luôn rồi, cái sau lần sau chị em là mai người đó về nỗi này kia, rồi cái em thấy là chưa gì, mới ngày đầu tiên mà rủ người ta đi uống cà, mời đi uống nước thì thôi được rồi phải không chị, tự nhiên đi khách sạn nỗi này kia, thôi em sợ. Mấy người vậy đó. Cuộc đời của em cũng khá nhiều lận đận ha. Dạ. Chưa có tìm đúng bến đổ của mình, đổ một lần đổ sai bến. Nên đó em ấy cũng còn tự tin, còn mấy cái anh kia không chịu tự tin vậy á, biết đâu á mình sẽ ông trời sẽ bù đắp lại cho mình, đúng không chị? Đúng rồi. Mình bị vậy thì nữa sẽ bù đắp cho mình gặp người tốt hơn sao. Em cũng hy vọng là vậy. Đúng rồi.
Câu chuyện của em á rất là hay, cuộc đời của em khá là lận đận đó. Thì chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em được một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ, em cũng chào chị Nguyên, chúc chị Nguyên dồi dào sức khỏe, bạn sự như ý ha, với lại tất cả cộng đồng mạng trên đây. Okay. Em thì không biết nói chuyện khéo gì hả? Em nói vậy hả chị Nguyên? À ha, nói không cần phải nói khéo, nói thật thà là tôi thích rồi. Yeah. Ok, good night em ha, ngủ ngon ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại next video.